Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Duy Khải Gaming đây. Như anh em đã thấy thì mình đã vừa ra một clip là làm xong nhiệm vụ chiến đích của năm độc anh em. Mình được 3 kill của năm độc. Đó, anh em thấy không? Này, âm phong thực cốt này, thiền âm chảm rồi với lại kêu đoạn cân hồ cốt. Và như video này tiếp theo thì mình sẽ làm một video luyện bia bằng luyện kêu bằng bia anh em. Bia này thường thường là bia bằng người đó anh em. Ok, anh em xem thử luyện kêu như thế nào nha. Ok, mình đã chuẩn bị hết rồi. Giờ chúng ta chỉ việc lên bãi và quất thôi. Mình đã luyện lên được 15 kill 25% rồi. Ok, anh em xem thử nha. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị, nhớ để lại mình một like, sẽ chia sẻ ủng hộ video nha anh em. Ok. Rồi, mình auto nó đi mua thổ phù với lại mana. Nó đi mua mana với lại thổ phù nha anh em. Rồi, xong nó sẽ tự động lên lại. Mình luyện một nơi khá là kinh kín luôn. Không ai biết được luôn. Đó. Tại tí rồi nên là không được nâng cái điểm gì hết. Để mình tí nữa mình luyện mát đao rồi mình sẽ luyện tới kiêu trưởng âm phong thực cốt nha anh em. Chắc chắn mình sẽ đi trưởng thôi, đao chỉ cầm đỡ chan thôi. Cầm đao để đánh bắt độc xuyên tâm đỡ chan thôi anh em. Trưởng thì mình sẽ đánh trưởng tại vì server này server nội công. Tăng điểm nội công bánh đánh khá tốt, khá là đam khá là to luôn. Nên là mình phải lóc gần 20 PC đó nè. Yêu cầu một máy lóc được các bạn thôi. Đây anh em xem thử, hiện tại bây giờ mình đang lóc 45 ảnh, tính luôn 4 ảnh 24 là tầm 50 ảnh anh em. 50 ảnh tất cả. Liền khá là nhanh luôn. Đó, tất cả hiện tại bây giờ mình đang liền 50 ảnh. Tính luôn 4 ảnh 24. Đẹp mình nữa. Cái này là người ta gọi là liền kêu bằng bia người nha anh em. Liền kêu bằng bia người nha. Nó dồn lại một đống rồi cái giải mà chém thôi. Em bên cạnh thì chỉ có việc auto boost thôi, boost cho bia thôi, chả là gì cả. Có lại 3 con em kia nữa. Một con em thì theo mình đỡ mình hỏi lên nào. Nếu mà anh em có thắc mắc gì về cái vấn đề rượu bia thì có thể inbox mình sẽ điểm phần đó để chưa biết nha anh em. Điểm chỗ này thì cái mình đứng chỗ này đố mà anh em đố anh em biết mình chỗ nào luôn, anh em nói đúng đứng ra đây cái gì khá là thú vị. Mình là không động nha, mình đang có đồ nha, tất cả đồ dồn tất cả lại thành một tọa độ đó là các bạn lóc lóc từ đâu là cái là nó chậm với nhau rồi.
Thank you.
Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.